times in the Bible. Chúng ta sẽ thấy rằng những cái câu kinh thánh mà nói về chủ đề một thịt được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong kinh thánh. First Genesis 2:24. Câu kinh thánh đầu tiên được nhắc đến ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu số 24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. And 25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Let's first talk about leave the father and mother and be joined to his wife. Chúng ta sẽ học từng phần một. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học về việc lìa cha mẹ và dính díu cùng với vợ mình. Because in the order for family relationship, remember? Chúng ta khi mà nói về cái trật tự ở trong mối quan hệ gia đình. The husband is the head of the wife. Chúng ta đã nhắc với nhau rồi. Trong gia đình, người chồng là đầu của gia đình. It's not the mother or the father. Không phải the mother-in-law, the father-in-law that is the head. Không phải người cha, người mẹ, người bố vợ hay là người mẹ vợ thì là những cái người đứng đầu gia đình, không phải. It is the husband that is the head of the family. Người chồng chính là người đứng đầu của một gia đình. Because the purpose is unity. Cái mục đích của hôn nhân hay là gia đình chính là sự hiệp nhất. Whatever come against unity, we must get rid of it. Do vậy nên là nếu như mà có một cái điều gì mà có thể trở thành một cái mối nguy liên quan đến cái sự hiệp nhất thì chúng ta cần phải tránh ra khỏi những cái điều đó. We must understand how serious God talks about marriage relationship. Chúng ta cần phải rất là để ý rằng Đức Chúa Trời Ngài rất là nghiêm túc khi Ngài nói về mối quan hệ gia đình, mối quan hệ hôn nhân. God hates divorce. Đức Chúa Trời Ngài rất là ghét cái sự ly dị. He hates separation quarreling, fighting. Yeah. Ngài rất là ghét những cái sự làu bầu, lầm bầm ở trong gia đình. And often I think the mother-in-law, the father-in-law can be a cause of strife in the family. Do vậy chúng ta thấy rằng những cái người bố vợ, mẹ vợ hay những cái người bố chồng, mẹ chồng có thể trở thành một cái sự ngăn trở ở trong sự hiệp nhất ở hôn nhân. Now I myself I am a mother-in-law. Ví dụ giả sử như bản thân của tôi cũng là một cái người một người mẹ chồng, mẹ vợ. And sometimes my daughter, she's married, she come to me and she talk about her husband. Thỉnh thoảng con gái của tôi đến gặp tôi và chia sẻ về chồng của nó. And usually the topic is about money. Mà thường cái chủ đề đó là về tiền bạc ở trong gia đình. Because she want to spend and he want to save. Yeah. Một ví dụ giả sử như là người chồng thì muốn sử dụng tiền nhưng mà người vợ thì muốn tiết kiệm. And she used to do what I say. She used to be loyal to me. Yeah. Do vậy nên con gái của tôi thì thường đó là làm theo những cái điều mà tôi khuyên, tôi chia sẻ và cô ấy dường như là trung thành với tôi. So she come to me and ask opinion. Và sau đó đến gặp tôi và hỏi cái ý kiến. And I remember the Bible. I remember what God's plan is. Nhưng mà sau đó thì tôi nhớ ra lời của Chúa và cái kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho gia đình. I think it's very important for me. Do vậy nên tôi nghĩ rằng đây là điều rất là quan trọng cho tôi. Not to say my opinion. Sẽ không nói một cái ý kiến nào liên quan đến hôn nhân của con gái mình. Other than respect your husband's leadership. Mà thay vào đó tôi chia sẻ với con gái của mình rằng con hãy tôn trọng cái sự lãnh đạo của người chồng ở trong gia đình.
because I believe that mother-in-law we have influence. Bởi vì tôi tin rằng chúng ta là một cái người cha mẹ, một người cha mẹ ở trong cái hôn nhân của những người con trai con gái của mình thì có cái sự ảnh hưởng. I realize how easily I can sow some seed of negative things. Yeah. Do vậy nên là tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể dễ dàng gieo một vài những cái hạt giống tiêu cực ở trong mối quan hệ hôn nhân của con gái mình. And those seeds can grow. Và cái hạt giống đó nó có thể nảy mầm và lớn lên. And cause the opposite of unity. Và điều đó nó sẽ mang đến một cái sự đối nghịch với cái sự hiệp nhất. God loves unity. Nhưng Chúa thì lại yêu mến sự hiệp nhất ở trong hôn nhân. That's what we want to love also. We must. Và đó là điều mà chúng ta cần phải yêu giống như Đức Chúa Trời yêu. And it's very clear and very simple to see that there must be one leader. Và một điều hết sức đơn giản thôi, đó là trong hôn nhân chỉ có một người lãnh đạo đứng đầu gia đình. And the leader is the husband. Và người lãnh đạo đó là người chồng. And we need to train and encourage the wives and the mother-in-laws to understand. Do vậy chúng ta cần phải huấn luyện, chúng ta cần phải huấn luyện những cái người ở trong mối quan hệ hôn nhân, người vợ của mình, và kể cả đó là những cái người bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, để không có tham dự vào hôn nhân của con cái mình. They finish the mother-in-law. Chúng ta đã qua cái phần ba mẹ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng. We read one more time. Genesis 2:24-25. Chúng ta đọc lại một lần nữa Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 24 đến câu số 25. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Yeah. This is the one flesh relationship. They were both naked and they were not ashamed. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa cho chúng ta biết rằng cái mối quan hệ một thịt á, thì cả hai người vợ và người chồng đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. The shame came after sin. Cái sự hổ thẹn nó đến sau khi mà tội lỗi vào trong thế gian. Actually the only creation of God that carries shame in the body is the humans. Chúng ta thấy rằng chỉ có duy nhất một tạo vật mà trong những tạo vật Đức Chúa Trời dựng nên mà mang lấy sự, tức là mang theo sự xấu hổ, đó chính là con người. There is no animals or plants or trees or anything like that that needs to cover the shame of the creation. Chúng ta thấy rằng duy nhất có con người mà thôi, còn các cái loài vật khác như là các cái loài động vật, loài thú vật, rồi những cái cây cỏ, chỉ không có một cái điều gì đó để che phủ cái sự lóa lồ của họ. The most beautiful creation of all was the creation of man. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người là một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất. The body of man and the male and female was wonderfully made. Chúng ta thấy rằng cái hình thể của người nam và người nữ được Đức Chúa Trời tạo dựng là một cái hình thể tuyệt đẹp. It was made for God. Nó được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. To carry the spirit of God in its spirit, in human spirit. Cái thân thể của con người, xác thịt này mang giữ những thần linh của Đức Chúa Trời ở trong. So in the creation there were nothing shameful of course with the creation of man. Do vậy chúng ta thấy rằng trong cái sự tạo dựng của Đức Chúa Trời thì không có một cái điều gì xấu hổ khi nói đến sự tạo dựng của con người. But when sin came in, nhưng mà khi mà tội lỗi bước vào, immediately Adam and Eve felt the need to cover themselves. Thì ngay lập tức Adam và Eva họ nhận ra một cái điều, hay là họ cảm thấy một cái nhu cầu che đậy cái sự lõa lồ của mình. There is a shame about the body that came in through sin. Tức là có một cái sự ngại ngùng về thân thể của họ xảy ra khi mà họ phạm tội.
And of course that is what the devil like. Và chắc chắn đây chính là cái sự lừa dối của ma quỷ. Because the devil is, he hates God's creation. Bởi vì chúng ta biết rằng ma quỷ ghét những cái tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. So he put shame in us. Do vậy nên là ma quỷ đã đặt cái sự xấu hổ vào trong đời sống của con người. But inside a marriage relationship. Nhưng mà khi mà ở trong cái mối quan hệ của hôn nhân. Where this is a covenant of God. Thì ở trong mối quan hệ hôn nhân nó được bao phủ bởi cái giao ước của Đức Chúa Trời. Remember now, marriage is not a business deal. I keep you as long as you are good. Yeah. Do vậy hãy nhớ một điều rằng hôn nhân không phải là một cái hợp đồng kinh doanh, một cái hợp đồng về thương mại. But marriage relationship is sealed by God. Nhưng mà mối quan hệ hôn nhân được bao phủ bởi Đức Chúa Trời. In this relationship we can show our shame. Ở trong mối quan hệ hôn nhân mà Đức Chúa Trời bao phủ thì người chồng và người vợ có thể bày tỏ ra sự ngại ngùng của mình. I'm not just talking about the body but the failure, the weakness, everything we must bring open in the marriage relationship. Tôi nói ở đây không phải là sự xấu hổ liên quan đến thân thể mà thôi, nhưng mà nó liên quan đến cả những cái điểm yếu của mình, liên quan đến cả những cái khuyết điểm của mình, liên quan đến cả những cái sự thất bại hay thành công của mình. When you are married, you can learn to know the other person, the good things and the bad things. Khi mà chúng ta ở trong một mối quan hệ hôn nhân, chúng ta học biết về người phối ngẫu của mình, cả những điều tốt và những điều xấu. And when bad things are revealed, you say, I will never leave you. I will never forsake you. Khi chúng ta nhìn thấy những cái điểm yếu của người phối ngẫu của mình thì chúng ta nói với cái người phối ngẫu rằng anh hay là em sẽ không bao giờ lìa bỏ. And that is the power to change us. Và có một cái năng quyền để thay đổi chúng ta. Soften us and make us one. Và có một cái năng quyền để khiến cho chúng ta trở nên mềm mại và giúp đỡ trong hôn nhân của chúng ta. Do you understand inside that covering, inside the covering of marriage? Anh chị em có hiểu không ạ? Tức là ở trong cái giao ước hôn nhân. Now this There is the freedom where sexual relationship can flourish. Tức là ở trong cái mối quan hệ giao ước hôn nhân thì cái mối quan hệ tình dục giữa người vợ và người chồng là được phép. Because in the creation God made man sexual beings. Yeah. Bởi vì ngay từ ban đầu thì khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người thì đã có cái chức năng về sinh sản và tình dục ở trong đó. That is part of our identity. Đó là một phần ở trong cái danh tính mà Đức Chúa Trời dựng nên con người. For the purpose of being intimate. Yeah. Và cái mục đích để cho hai người có thể thân mật với nhau. In Ephesians when we talk about this it says this is a mystery. Và ở trong Ephesô nói về mối quan hệ và vợ và chồng khi gần gũi nhau đó là một cái sự mầu nhiệm. That two people can be one. Tức là hai người trở nên một thịt. When in creation God made us two flesh to be one and glued or cemented together. It is talking about the intimacy in the intercourse, sex. Và khi mà Chúa nói ở trong cái mối quan hệ hôn nhân hai người gần gũi với nhau và mật thiết với nhau, đây là nói về cả ở trong cái mối quan hệ mà tình dục. This is a gift that God has given to us. Và đây chính là một cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người. To experience pleasure and joy and intimacy. Tức là để cho hai người vợ và chồng có thể kinh nghiệm được cái sự gần gũi, cái sự mật thiết ở trong hôn nhân. But if sex is outside the marriage. Nhưng mà nếu như mà bây giờ tính dục ở bên ngoài mối quan hệ hôn nhân. There you don't have this covering of faithfulness. I will stand with you in good days and bad days.
chúng ta thấy rằng một mối quan hệ tính dục ở bên ngoài hôn nhân nó không được ràng buộc bởi những cái lời giao ước rằng dù nghịch cảnh hay thuận cảnh thì chúng ta vẫn ở bên nhau. Then the motivation for sex is just give me pleasure. Yeah. Và cái động cơ cho cái sự gần gũi về tính dục đó chỉ là để thỏa mãn. So instead of be accepted, you reject. Thì thay vì là cái điều này sẽ mang đến cái sự gần gũi, cái sự mật thiết, thì nó lại mang đến cái sự chối bỏ. In the marriage relationship, sex can actually work as healing for shame. Và chúng ta thấy rằng ở trong mối quan hệ hôn nhân, thì tính dục là mang đến một cái sự chữa lành cho cái sự xấu hổ giữa cả hai. Let's read in 1 Corinthians 6:11-20. Chúng ta có thể đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu số 20. I like to start in 11. I read first. Yeah, yeah. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 6, 11, right? Yeah. 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 Do you have the same? Yeah. Does it say the same? I searched for some of you. 1 Corinthians 6:11. Yeah. Yeah. Search some of you, but you were washed, but you were sanctified. Yeah, yeah, yeah. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Yeah. So you were washed. Anh chị em đã được rửa sạch. And sanctified. Anh chị em được nên thánh. Then verse 12 it says. Câu số 12. Các thầy mở được chưa ạ? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 11, câu 12. Các thầy mở được chưa ạ? Dạ, dạ. Okay, but verse 12. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Verse 13. Foods for the stomach and the stomach for foods, but God will destroy both in it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia, nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. And God both raised up the Lord and will also raise us up by his power. Và Đức Chúa Trời đã đứng, đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not. Câu số 15. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩa chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? 16. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. Câu 16. Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. You see, also here it says the same thing. The two shall become one flesh. Verse 16 there. Câu số 16 cho chúng ta biết rằng vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Verse 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Câu số 17. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Verse 18. Flee sexual immorality. Every sin that a man does outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body.
Câu số 18, hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Verse 20, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which is God. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Amen. So you see the Corinthian church. Chúng ta thấy rằng ở trong hội thánh Corinto, they were like new believers, new church there in Corinth. Có một hội thánh, đây là một hội thánh mới và có những cái tín đồ mới. The mindset of the Corinthian people was that sex is at the same level as physical needs. Và đối với họ thì tình dục nó dường như là ở cùng một cái mức độ với cái nhu cầu về xác thịt. That, like when you're hungry, you eat food. Ví dụ giả sử như là khi mà anh chị em đói thì anh chị em ăn đồ ăn. To satisfy the hunger. Để rồi làm cho chúng ta thỏa mãn cái cơn đói của mình. And when you're thirsty, you drink to satisfy the thirst. Và khi mà chúng ta mà khát thì chúng ta uống để làm thỏa mãn cơn khát. And at the same time, when you have sexual urge or desires, you just go find somebody and you satisfy that desire. Và lúc này những cái tín hữu mới này họ nghĩ rằng khi mà họ có cái nhu cầu về tính dục thì họ đi ra ngoài và tìm một vài ai đó để rồi thỏa mãn cái nhu cầu đó. But Paul teach here to the Corinthian church. Nhưng mà tại đây sứ đồ Phao-lô dạy cho hội thánh Corinto. He says now that this is different. Rằng ở đây phải có sự khác biệt. You must understand that the sex it belongs to the two become one. Yeah. Tức là cái mối quan hệ tính dục á là hai người sẽ trở nên một. That sex is much deeper than just a physical need. Do vậy nên là tức là cái việc mà hai người gần gũi nhau trong quan hệ tính dục nó hơn nhiều hơn là chỉ cái việc quan hệ thể xác. Sex is not just to satisfy an urge in your body. Tính dục sẽ không phải chỉ đơn giản là làm thỏa mãn những cái khao khát ở trong đời sống thể xác của anh chị em. But sex is created from God, is created by God as a gift to us. Nhưng mà tính dục là được Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên cho mối quan hệ hôn nhân. It's a gift that is needed for the two to be one. Và cái món quà này được Đức Chúa Trời ban cho để khiến cho hai người ở trong mối quan hệ hôn nhân trở nên một. The two shall be one flesh. They should be cemented together. Do vậy nên là hai người để trở nên một thì họ cần kết hiệp với nhau. And in the sexual act that God has designed, then you are involved spirit, soul and body. Sex is for spirit, soul and body. Ở trong cái mối quan hệ tính dục khi mà hai người kết hiệp với nhau á thì không phải chỉ có thể xác là kết hiệp với nhau nhưng mà còn có tâm linh và tâm hồn của một người sẽ được kết hiệp với nhau ở trong mối quan hệ này. When you know the two hearts are soft. It cannot be hard, right? Yeah. Khi mà hai cái tấm lòng mềm mại đến gần nhau. And the two submit to each other, they yield to each other. Và hai người này họ thuận phục nhau, họ lệ thuộc nhau. And in the sexual act, it helps us to refresh us. Và do vậy nên là cái mối quan hệ tính dục giữa người chồng và người vợ sẽ làm cho hai người được tươi mới trở lại. The soul, the whole being, the personalities, they become one. Tức là không phải chỉ có thể xác nhưng mà còn có tâm hồn và tâm linh của họ được kết hiệp trở nên một.
Sex is not the same as love. Do vậy nên chúng ta rằng mối quan hệ tính dục nó không có đồng một mức độ với tình yêu. But in the marriage relationship, sex is one of the strongest ways to express love. Tức là chúng ta phải hiểu rằng trong mối quan hệ hôn nhân thì quan hệ tính dục giữa người chồng và người vợ là một cái phương cách cao nhất để bày tỏ tình yêu giữa hai người. Then this verse that we read in Corinthians, he said, search were also you before. In the English it says like that, search for some of you. Yeah. Tức là trước kia tại hội thánh Côrintô thì câu số 11 nói đến một vài anh chị em ở trước đó giống như vậy. And it refers to who we were without Jesus. We were selfish. Tức là đây là cái con người của những cái người tín hữu trước khi tin Chúa Giêsu là ích kỷ. I want things my way. Tức là tôi muốn làm mọi việc theo cách của tôi. And then the same way they were thinking of sex, I need something because I have this urge. Yeah. Và cùng một cái cách mà như vậy, họ nghĩ rằng bây giờ tôi có cái nhu cầu và tôi cần phải được đáp ứng. So I take your body to satisfy my needs. Do vậy nên là tôi sẽ mượn thân thể của một người để làm thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Just like I take food when I'm hungry. Giống như kiểu là bây giờ là đói quá thì ăn đồ ăn. But God wants us to understand that who has the right to take another body. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta biết rằng ai là người mới có quyền để rồi gần gũi chúng ta ở trong cái thân thể. The body was made by God. Cái thân thể của chúng ta được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo dựng chúng ta. It is the most wonderful creation of God. Thân thể của con người hay là con người là cái tạo vật đẹp đẽ nhất và tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. The book of Psalms says that we are wonderfully made. Và chúng ta thấy rằng lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là một tạo vật tuyệt đẹp của Đức Chúa Trời. How the body function, how you can understand. Khi mà cái thân thể của chúng ta nó hoạt động á, là một cái điều tuyệt vời mà nhiều người không thể hiểu được. How God has put together the outside, the inside. Và thật là tuyệt diệu đến cái mức mà Đức Chúa Trời Ngài đặt để những cái điều ở bên ngoài và những cái điều bên trong hoạt động cùng với nhau. How we can see and hear and feel. Làm sao mà chúng ta vừa có thể nhìn, vừa có thể nghe, vừa có thể cảm nhận. And taste and smell. Chúng ta có thể nếm, chúng ta có thể ngửi. The Bible says that you were wonderfully made. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. And Paul points out here to the Corinthian church that your body is not your own. Do vậy cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với các tín hữu ở tại hội thánh Côrintô rằng thân thể của anh chị em không phải thuộc về anh chị em. You were bought with a price. Tức là thân thể của anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao rồi. It is belongs to God. Bây giờ thân thể đó thuộc về Đức Chúa Trời. Jesus paid the price. Chúa Giêsu đã trả cái giá để mang chúng ta tới với Đức Chúa Trời. And in marriage relationship, và ở trong mối quan hệ hôn nhân, where we promise, khi mà chúng ta hứa với nhau, chúng ta thề nguyện với nhau, chúng ta chung thủy với nhau, to live together the rest of our lives, chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời, to forgive, để tha thứ, to in good days and bad days, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúng ta sẽ không bao giờ lìa bỏ nhau. In that context, ở trong cái bối cảnh hôn nhân như vậy, then the two bodies are given to each other. Thì hai thân thể của người nam, người nữ hay người chồng và người vợ được trao cho nhau. As a gift from God. Đó là một cái món quà đến từ Đức Chúa Trời. And that's how we receive. Và đó là cách mà chúng ta nhận lãnh. And that brings pleasure to our marriage relationship. Và mang đến cái sự thỏa mãn ở trong mối quan hệ hôn nhân. God created sex to be the most fulfilling and beautiful experience in life. Chúa Ngài tạo dựng nên mối quan hệ tính dục ở trong hôn nhân là một trong những cái kinh nghiệm tuyệt đẹp nhất ở trong mối quan hệ này. One flesh is the closest experience God has given in the natural to intimate face-to-face relationship. Một thịt
là một trong những cái điều tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời ban tặng cho hôn nhân để cho hai người có thể thỏa mãn nhau. So sex is ordained or created to be an expression of love. Do vậy nên là một thịt là một trong những cái điều mà Đức Chúa Trời đã chỉ định ở trong mối quan hệ hôn nhân để hai người có thể thỏa mãn nhau. Take break first, after that we can talk about it. Yeah, yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao và sau đó 11 giờ chúng ta học tiếp được không ạ? Dạ.